Điểm đến tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu tại Hậu Giang là gì? Mời quý vị tiếp tục theo chân hai MC của chương trình đến với Lùng Ngọc Hoàng, nơi đất lành chim đậu cùng những món ăn đặc sắc của miền Tây. Khung giờ phát sóng quen thuộc 19:50 thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 đang chờ đón quý vị.